Cùng với việc khoảng cách về chuyên môn và tính hấp dẫn của bóng đá nữ so với bóng đá nam đã được thu hẹp, việc đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở World Cup nữ 2023 sẽ có tác động tích cực tới quá trình phát triển của môn bóng đá nữ ở Việt Nam. Đối phó với các nữ cầu thủ Anh có lối đá mang dáng dấp của phong cách bóng đá hiện đại, mạnh mẽ, khoa học, thực dụng và đầy kỹ thuật. Các cô gái Tây Ban Nha đã chơi thứ bóng đá quyến rũ giống hệt các đồng nghiệp nam ở đội tuyển Tây Ban Nha. Họ đá theo kiểu tiki-taka một cách rất nhuần nhuyễn, rất tự nhiên, cầm bóng, ban đập, qua người, thoát pressing, phối hợp tổ chức tấn công mạch lạc sáng tạo. Các nữ cầu thủ Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu tốt hơn. Kể cả khi đã có bàn thắng dẫn trước, họ vẫn đẩy các cô gái Anh vào thế bị động bằng việc kiểm soát bóng nhiều hơn, thường xuyên pressing khi đối phương có bóng trên sân nhà. Điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho các cô gái Anh khi muốn tổ chức tấn công tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Trận đấu này xứng đáng là một trận chung kết World Cup về mọi yếu tố. Nó hấp dẫn từ chất lượng chuyên môn đến tính giải trí. Nó mang lại rất nhiều cảm xúc cho khán giả. Khi xem các đội bóng đá nữ hàng đầu thi đấu ở giải này, ta nhận thấy bóng đá nữ đã có những tiến bộ vượt bậc trong vài năm trở lại đây. Khoảng cách về chuyên môn và tính hấp dẫn của các trận đấu của bóng đá nữ so với bóng đá nam đã được thu hẹp rất nhiều. Trước đây, do đặc thù giới, khác biệt dễ nhận thấy nhất của các cầu thủ nữ so với các đồng nghiệp nam khi chơi bóng đó là sức dướn khi thực hiện các động tác kỹ thuật. Nhưng giờ đây điều đó đã không còn nữa. Các nữ cầu thủ đã có sức dướn rất tốt khi thực hiện các động tác kỹ thuật, từ không chơi bóng qua người. Điều này đặc biệt rõ khi xem các nữ cầu thủ thực hiện động tác sút bóng dứt điểm. Do sức dướn tốt, ta ít khi còn thấy các cầu thủ nữ bây giờ phải sút với bóng do trạng thái thiếu sức dướn, chân trụ bị đặt quá xa tâm bóng như trước đây. Trong trận chung kết này, ta không còn thấy nhiều sự khác biệt trong cách xử lý tình huống, cách điều khiển trái bóng của các nữ cầu thủ so với các đồng nghiệp nam của họ. Nhờ những tiến bộ về mặt chuyên môn, tính hấp dẫn của các trận đấu của bóng đá nữ đã tăng lên đáng kể ở trong giải đấu này. Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, tính đến ngày 15 tháng 8, tổng cộng đã có 1,77 triệu vé vào xem các trận đấu đã được bán ra, trong đó có 1.734.028 vé cho 60 trận đã qua. Đáng chú ý, các trận đấu diễn ra trên sân vận động Australia Sydney đã ghi nhận kỷ lục về số người đến xem là 78.748 khán giả cho mỗi trận. Bóng đá nữ Việt Nam cũng đã có những tiến bộ đáng kể. Đặc biệt, việc được góp mặt trong giải đấu lớn nhất hành tinh là một dấu mốc lịch sử. Nhưng xem các đội hàng đầu thi đấu, ta nhận thấy vẫn còn khoảng cách quá xa giữa bóng đá nữ Việt Nam với bóng đá đỉnh cao thế giới. Khoảng cách xa không kém bóng đá nam, dù vị trí trên bảng xếp hạng FIFA của bóng đá nữ là ngoài 30, cao hơn nhiều so với khoảng 90 của đội bóng đá nam. Ta thường cho rằng các cầu thủ của chúng ta mang đặc tính của người Việt Nam, không thiếu khéo léo, chỉ thua kém các đồng nghiệp thế giới về thể hình thể lực. Nhưng xem các cầu thủ thi đấu ở World Cup, ta nhận thấy một thực tế là các cầu thủ của chúng ta không chỉ thua kém về thể hình thể lực mà còn thua kém cả ở sự khéo léo trong các động tác kỹ thuật cá nhân. Được dự World Cup nữ 2023 là trải nghiệm quý giá với đội tuyển nữ Việt Nam và là cú hích để bóng đá nữ Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn. Ở góc độ căn bản nhất của một môn thể thao đỉnh cao, đó chính là các động tác kỹ thuật cơ bản. Các nữ cầu thủ Việt Nam cũng thua kém nhiều so với các cầu thủ của các đội bóng đỉnh cao thế giới. Hy vọng rằng khi tính hấp dẫn của bóng đá nữ tăng lên, bóng đá nữ Việt Nam được góp mặt vào World Cup sẽ là những yếu tố tác động tích cực tới sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam. Trận chung kết World Cup nữ 2023 kết thúc, khép lại một giải đấu thành công cả về chuyên môn và sự thu hút khán giả. Chúng ta vẫn nhận thấy có khá nhiều sự khác biệt của bóng đá nam và bóng đá nữ. Ví dụ như trong những trận đấu của các nữ cầu thủ, ta thấy có rất ít những tiểu xảo thi đấu vốn khá phổ biến trong bóng đá nam. Hoặc có những điều mà chả bao giờ ta thấy ở bóng đá nam, kiểu như sau khi kết thúc trận đấu, một nữ cầu thủ Anh thất vọng, gục mặt khóc trên vai, trong vòng tay đầy thông cảm của một nữ cầu thủ Tây Ban Nha.